Đây là Toyota Nucas Nano 1 và đây là Toyota Nucas Nano 2. Mà có lẽ đây là hai món đồ underrated nhất mà những tín đồ manual focus nên sở hữu một cái nhé. Ok, let's begin. Ok, và những cái điểm nổi bật của Toyota Nucas Nano 2 là gì? Đầu tiên là khi các bạn unbox ra, các bạn sẽ nhận được một cái hộp vải như thế này, như trên hình mình đang show ra đây. Cái hộp vải này có cái frame khá là cứng cáp và có vẻ như là chất liệu khá là cao cấp. Nói chung sờ vào cảm giác rất là sang xịn mịn. Và bên trong sẽ bao gồm những cái món đồ như là focus wheel, focus motor, một cái cáp USB-C để sạc, một bộ rod kèm cái đồ gắn rod lên trên thân máy, một cái Allen key và đồng thời cũng kèm theo một cái focus ring để các bạn gắn lên những cái lens photo mà không có cái vòng focus sẵn như mấy lens cine. Và hiện tại cái bộ này cũng có giá khá là dễ tiếp cận, đó là khoảng 299 đô, nghĩa là tương đương với khoảng 7,3 triệu Việt Nam đồng. Nhưng mà nếu các bạn mua rẻ hơn thì mình sẽ để link bên dưới nhé, thì rẻ hơn cả những 1 triệu so với mua trực tiếp từ web Toyota. Thì theo như các bạn thấy thì cái bộ Nucas Nano 2 này sẽ sở hữu một cái màn hình lớn hơn và đẹp hơn rất nhiều so với cái bộ Nano 1. Thì bộ Nano 1 chỉ có cái màn hình ở bên hông thôi, nó rất là nhỏ, đó lúc mình nhìn cũng rất là khó. Còn với cái bộ Nano 2 này thì cái việc mà sở màn hình lớn và tất cả settings ở trên đó thì sẽ giúp cho mình thao tác nhanh hơn và cũng như nhìn mọi thứ nó rõ ràng và dễ dàng hơn. Thì ngoài cái việc là sở một cái màn hình lớn đó ra chỉ là nhìn không thì nó sẽ hiển thị được rất là nhiều thứ khác đối với người dùng. Thì ngoài cái việc hiển thị những cái thông số cơ bản thì các bạn hoàn toàn có thể dùng cái focus wheel đó để điều khiển các thông số của camera như là ISO, khẩu, tốc, chất lượng file 4K hay 6K hay Full HD, các bạn có thể điều khiển hoàn toàn bằng cái vòng focus đó. Và với những cái tính năng điều khiển các thông số của máy ảnh của Nucas Nano 2 này thì mình cảm thấy là nhà Toyota đã khá là sáng suốt và nghĩ tới người dùng, khi là đôi lúc mình không chỉ muốn vặn cái đó để chỉnh focus không mà mình còn muốn chỉnh nhanh những cái settings khác. Thì mình khá là đánh giá cao cái việc này, không biết đối với các bạn sao nhưng mà đối với mình á, tiết kiệm được khoảng 10 giây thôi cũng là thời gian, cũng là tiền bạc nữa. Thế nên là yeah, good job Toyota. Ngoài cái việc mà chỉnh các cái thông số của cái máy mình vừa demo ấy thì nó hoàn toàn có thể điều khiển những thông số của những cái máy khác. Nói tóm lại là mình sẽ để một cái danh sách ở trên màn hình đây để cho các bạn xem là những cái máy nào hỗ trợ điều khiển các thông số để các bạn có thể coi sơ qua trước khi mua nhé. Thì so với cái phiên bản 1 trước đây là chỉ có trên cái focus wheel là cái vòng xoay lấy nét thôi á, thì đối với cái phiên bản 2 này nó đã nâng cấp thêm là ngoài cái vòng xoay lấy nét ra thì ngay bên hông đó sẽ có cái vòng gọi là vòng zoom, cần gạt zoom á, thì mình thấy khá là hay. Nếu mà các bạn kết nối hai cái motor focus cùng trên một cái máy thì chỉ cần một cái focus wheel thôi thì các bạn hoàn toàn có thể vừa lấy nét và các bạn hoàn toàn có thể vừa zoom. Nói chung khá là hay hơn so với cái phiên bản Nucas Nano 1. Đôi lúc mình thích vừa đi những cái cú mà vừa lấy nét lại vừa zoom, thì đối với cái 1 thì mình chỉ có thể chọn một trong hai thôi. À thì cái bộ Toyota Nucas Nano 2 này nó có cái khá là bá đạo, đó chính là cái việc mà focus wheel này hoàn toàn có thể kết nối với cái đời 1 và hoàn toàn có thể kết nối với cái những cái bộ Nucas M là những cái bộ focus lớn á. Nghĩa là các bạn mua cái đời 2 này các bạn hoàn toàn có thể dùng với các focus motor đời 1 và dùng với các motor focus cao cấp hơn như là Nucas M. Thì cái này là đối với những bạn nào mà nhà có nhiều follow focus hoặc chuyên làm focus puller và có nhiều bộ khác nhau ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng lại những cái bộ đó với cái Nucas Nano 2 này. Ngoài ra thì cái motor focus của đời 2 này nó cải thiện như nào so với đời 1? Thì theo như mình thấy á, thì cái đời 2 này nó khỏe hơn rất là nhiều so với đời 1. Theo như trang web thì mình thấy đó là nó ghi là mạnh hơn gấp 5 lần lận, nghĩa là 5 lần so với đời cũ. Nhưng mà đối với những cái lens nhỏ thì không thành vấn đề, các bạn có thể xài bình thường được. Nói chung đối với những bạn nào sử dụng motor đời 2 này cho những cái lens cine lớn thì các bạn hoàn toàn có thể dư sức sử dụng, tại vì nó mạnh hơn gấp 5 lần so với đời cũ. Ví dụ như những cái con lens cine ở đây, như là mình có ở đây, đây con lens cine DZ Ophil, thì nó khá là nhỏ nhưng mà cũng khá là nặng so với những cái lens vintage bình thường. Thế nên là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng trên những cái con lens cine như vậy nhé. Ngoài ra còn cái hai cái đặc điểm nhỏ nữa mà mình để ý khá là hay, đó chính là đằng sau cái focus wheel các bạn sẽ có một cái data rail và các bạn có thể gắn hoàn toàn vô các cái hệ thống data rail nào có sẵn. Trên đại đa số các cái khung của máy ảnh máy quay ấy, như là khung của nhà Toyota, thậm chí cả của nhà Smoric, thì các bạn hoàn toàn có thể bỏ vô và gạt vô nhanh chóng mà không cần phải vặn một cái plate y chang như cái đời 1 xong rồi mới gạt cái focus wheel lên. Và các bạn lưu ý là khi các bạn gắn cái NATO rail của đời 2 này lên á thì các bạn phải để thẳng vô nha, chứ các bạn đừng gạt vô như NATO rail cái cách truyền thống nhé. Tại vì theo mình được biết thì Toyota có ghi chú là các bạn nên gắn thẳng vô xong gạt xuống là được. Ngoài ra cái việc mà đổi từ cái cổng micro USB của cái đời 1 sang cổng USB-C của đời 2 và tích hợp pin ở bên trong sẵn thì mình thấy là nó tiện hơn nhiều đối với mình, thì mình hoàn toàn có thể
vừa cắm vừa sạc vừa xài liên tục hơn. Thế là may mắn là Toyota đã đổi sang cái cổng sạc USB-C này. Ok, nếu vậy thì khúc trải nghiệm thực tế của mình nó như thế nào? Nãy giờ chỉ là thông số và trải nghiệm ở nhà, vậy thì những lần xét nó sẽ như nào? Ok, thì hiện tại mình đang ở trên xét quay cùng với quả HD đứng ngay đây. Thì mình cũng muốn là lần đầu xem là mình sẽ mở cái hộp này ra và xài luôn tại chỗ thì nó sẽ mất bao nhiêu lâu để setup dành cho người mới nhé. Thì let's go. Thì đối với người mới như vậy ấy, thì cái khâu setup này đã tốn của mình khoảng 15 cho tới 20 phút, bao gồm cả coi lên trên mạng cách tutorial để cách xài. Nói chung là nó không hề dễ, thực sự nó không hề dễ, nhưng mà các bạn sẽ hoàn toàn có thể làm quen được và nhớ hết các thao tác khi các bạn chỉ cần coi qua cái cách thức sử dụng của nó ở trên YouTube là được. Nói chung là mình không khuyến khích là lên set mới mở lên xài giống mình, các bạn nên chuẩn bị sẵn ở nhà trước. Ok, vậy thì khi xài chung với gimbal của mình thì nó như thế nào? Đối với gimbal của mình thì mình có mua thêm mấy cái phụ kiện gắn cái tay handle thứ hai bên cạnh á, và cái handle đó thì nó có cái hệ thống NATO rail, thế mình hoàn toàn có thể gắn cái focus wheel đó lên trên cái NATO rail và mình có thể vừa đi vừa vặn cái cục focus wheel đó. Nhưng mà thật ra là vẫn có một chút vấn đề ấy, tại vì cái cục focus wheel đó khá là bự, thế này mà vừa đi vừa vặn như vậy một mình thì bất tiện lắm các bạn. Thế nếu mà các bạn có một focus puller ring thì mình khuyên là đưa cho focus puller, và nếu mà các bạn operate một mình thì mình nghĩ là các bạn nên sử dụng cái focus wheel của cái DJI Ronin S3, nghĩa là mua luôn motor của Ronin S3 nó cho nó tiện. Ok, thì lúc nãy mình mới thực hiện xong một cái cú shot dolly zoom orbit cùng với quả HD ở đây, và tụi mình có sử dụng cái bộ wireless Nucleus Nano 2 này. Thì cái điểm yếu mà mình thấy ở đây là cho dù mình chỉnh ở mặc định settings hay là tăng cao sensitivity, mình vẫn thấy là cái độ nhạy và cái độ phản hồi của cái focus motor này và cái focus wheel này á, thì cảm giác như nó vẫn có cái độ trễ nhẹ một chút. Và cái điều này là mình cũng có thấy ở cái phiên bản 1 rồi, có điều là nó không có nhanh được như cái này thôi. Tuy cái này vẫn có chậm chút nhưng mà nó vẫn nhanh hơn phiên bản 1. Và cái đó là hiện tại là cái bất lợi nhất đối với mình khi đi trên gimbal. Và cái điều thứ hai đó chính là khi đi gimbal mình operate hai tay như vậy này, và cái focus này quá lớn ấy, thì cái việc mà mình tự vặn một mình ấy, nó là một cái việc hơi cản trở đối với mình. Thế mà luôn luôn phải có một focus puller bên cạnh. Ví dụ ở đây trong trường hợp này là quả vừa làm mẫu lại vừa làm focus puller cho mình luôn. Thế nên mình nghĩ là nếu bạn nào chơi solo thì nọ mà để chân máy trên tripod thì nọ thì ok. Còn chạy gimbal thì mình nghĩ là nó chưa hẳn là ổn cho lắm. Yeah. Ok, vậy thì kết luận lại là gì? Đối với những cái tính năng mà mình vừa nêu trên và các cái b-roll các bạn thấy ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể biết được là cái đời 2 nó có nhiều tính năng hơn và thực sự là tiện dụng hơn và tiết kiệm nhiều thời gian hơn đối so với đời 1. Vì nếu như các bạn muốn tiết kiệm thời gian, muốn có công nghệ hiện đại nhất và tiện dụng nhất, nhanh nhất thì các bạn nên mua đời 2. Còn nếu các bạn muốn tiết kiệm tiền thì các bạn mua đời 1. Nhưng mà thực sự là đời 1 bây giờ mua cũ khoảng 3,5 triệu và đời 2 mua mới tầm khoảng 6,5 triệu. Thì biết là chênh lệch chỉ khoảng 2-3 triệu thôi. Thì đối với những anh em là đi quay phim mà nghĩ tới cái việc khoảng đầu tư lâu dài ấy, thì mình nghĩ là sự chênh lệch 3 triệu đó hoàn toàn các bạn nên đầu tư vào để mua Toyota Nucleus Nano 2. Và ngoài ra khi sử dụng cái bộ Toyota Nucleus Nano 2 này thì mình khuyên các bạn nên mua hết tất cả đồ của nhà Toyota hơn. Tại vì mình có những cái trải nghiệm không hề tốt đối với nhà Smoric, mình không tiện nói đây. Nhưng mà nói chung là đã mua Toyota thì đồng bộ Toyota hết. Và cái bộ này mình đã xài trên set quay thử với bản quả HD, nên mình sẽ để link video của bạn ấy bên dưới khi nào bạn ấy up lên. Đối với hai tụi mình trải nghiệm tại chỗ thì mình thấy là cũng khá là ngon, khá là ok. Và tụi mình cũng có quay 2-3 cái short video, thì các bạn có thể tới cái kênh của bạn quả HD, các bạn xem phân tích cái hiệu ứng đó cũng như là tụi mình quay như thế nào và những cái behind scene nhé. Còn bây giờ video tới đây kết thúc, và hẹn gặp lại các bạn những video lần sau nhé. See ya.